Sau bao nỗ lực của Giang Cư Mận, thuyền Buka, Chin Tuấn Kiệt cập bến bằng thông báo chính thức kết hôn. Vào ngày hôm nay, Buka và Chin Tuấn Kiệt bất ngờ thông báo chính thức kết hôn trong thời gian tới. Sự thông báo bất ngờ của cặp đôi nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và fan hâm mộ. Buka và Chin Tuấn Kiệt được coi là cặp đôi trai tài gái sắc trong showbiz Việt và được đàn anh Trường Giang đẩy thuyền nhiệt tình trong thời gian dài. Nói đến cặp đôi bị dính tin đồn tình ái nhiều nhất phải kể đến Chin Tuấn Kiệt và Buka. Người hâm mộ liên tục chỉ ra những bằng chứng rõ mồn một mồ về mối quan hệ tình cảm của cặp đôi này. Cả hai nhiều lần bị người hâm mộ bắt gặp dùng đồ đôi với nhau, đi du lịch nghỉ dưỡng cùng địa điểm. Ngoài ra, trong các ngày lễ, cặp đôi thường xuyên để lộ chi tiết sống chung nhà do góc chụp giống nhau, check-in bên cây thông có cùng kiểu trang trí. Đặc biệt, Buka còn từng công khai đoạn tin nhắn mong muốn được Trinh Tuấn Kiệt nuôi, khiến cõi mạng trần trần thích thú. Dù bị ghép cặp rất nhiều nhưng cặp đôi thải thoải mái tương tác trên mạng xã hội. Không chỉ được người hâm mộ nhiệt tình đẩy thuyền, trong thời gian vừa qua, các sao Việt như Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Ninh Dương Lan Ngọc, vân vân cũng tích cực gắn ghép cặp đôi. Trong một sự kiện, Trường Giang từng bất ngờ nói, sao hai đứa này còn diễn hoài vậy? Hay, người yêu của em là nam ca sĩ nhỏ hơn 5 tuổi hả? Lê Dương Bảo Lâm cũng từng nối gót Trường Giang, tiết lộ về quan hệ của đàn em. Trong một chương trình có sự tham gia của Trinh Tuấn Kiệt, Lê Dương Bảo Lâm từng chia sẻ, có một cô gái ở Đồng Tháp đang dò dõi mong chờ, anh Kiệt ơi, cố lên Đồng Tháp chờ anh rước dâu. Được biết Đồng Tháp chính là quê nhà của nữ diễn viên Puka. Thậm chí Ninh Dương Lan Ngọc từng công khai tiết lộ trong một đoạn clip hậu trường rằng Puka có một phi công siêu trẻ đẹp. Thực tế Puka lớn hơn Trinh Tuấn Kiệt 5 tuổi. Từng chia sẻ về nửa kia của mình rằng Trinh Tuấn Kiệt là người hiền lành và chân thật. Ngoài ra nữ diễn viên từng chia sẻ khi tôi yêu một ai đó, tôi sẽ chọn một người có thể chăm sóc, bảo vệ và đặc biệt người đó có thể hiểu và thông cảm cho công việc của tôi là được. Một người đàn ông mang lại cho tôi hạnh phúc là người khiến tôi luôn thấy bình yên trước sóng gió cuộc đời. Trinh Tuấn Kiệt cũng từng tiết lộ về nửa kia. Tôi thích bạn gái cá tính, chững chạc, trưởng thành và nấu ăn ngon. Tôi từng rất sợ yêu người trong nghề vì không có thời gian nhiều. Sau bao nỗ lực không ngừng nghỉ của các đồng nghiệp thân thiết và fan hâm mộ, cặp đôi Puka và Trinh Tuấn Kiệt cũng hái được quả ngọt bằng thông báo về chung một nhà. Chúc mừng cặp đôi mới của showbiz Việt.